Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với góc sống vui sống khỏe, mình là Thuật đây. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ một chủ đề trong một loạt các chủ đề liên quan tới kinh tinh khí thần. Đó là chúng ta ăn uống như thế nào cho hợp lệ. Đó là chúng ta ăn uống như thế nào cho hợp lý, cho phù hợp với cái cơ thể của chúng ta. Hay nói khác là các cụ chúng ta thường câu là ăn uống thế nào cho hợp với cơ địa. Đấy, mỗi người có một cơ địa khác nhau, mỗi người có cơ địa khác nhau. Vậy thì cái ăn uống nó phải phù hợp với cơ địa của từng người, chứ không phải là ăn cái gì cũng được, và không phải là một cái món có thể là bổ cho người này nhưng mà chưa chắc đã bổ cho người kia, và ngược lại. Trong các video trước, Thuận có chia sẻ đó là cái sức khỏe của chúng ta sẽ phụ thuộc vào tinh, khí và thần. Thì ngày hôm nay Thuận sẽ chia sẻ như thế nào là tinh, làm thế nào để chúng ta củng cố được cái tinh ở trong cơ thể của chúng ta. Nói về tinh thì thực sự là một cái chủ đề rất là rộng, chỉ một từ này thôi nhưng mà nó thực sự rất là rộng và sâu. Tinh là liên quan những cái đồ ăn, thức uống. Thì trong khuôn khổ video này, Thuận không mong muốn đi quá sâu vào từng chi tiết, mà Thuận sẽ chia sẻ một chút những cái gì nó gọi là bề nổi để chúng ta hiểu được theo cái quan điểm của Đông Y cũng như là môn khí công y đạo là tinh là như thế nào. Về tinh trong thức ăn thì nó bao gồm 3 cái thành phần chính. Thứ nhất là tính, thứ hai là khí và thứ ba là vị. Thứ nhất là tính. Tính ở đây có nghĩa là hàn hay nhiệt hay là ôn. Ôn ấm đó. Nhưng mà một loại thức ăn vào, có những loại thức ăn vào một cơ thể chúng ta có thể bị lạnh đi chẳng hạn. Ví dụ như là chúng ta ăn mướp đắng hay là ăn giá đỗ thì nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta lạnh đi. Hay là có loại thức ăn chúng ta ăn vào chẳng hạn thì nó làm cho cơ thể chúng ta sinh ra nhiệt. Giả sử như chúng ta ăn các đồ chiên, ăn các đồ nướng chẳng hạn thì nó sinh ra nhiệt. Còn ôn, ôn ở đây là ấm, vì những cái chất như là ví dụ gừng chẳng hạn thì chúng ta ăn vào thì nó sẽ rất là ấm, mang tính chất ấm nóng. Đó thứ nhất về tính. Thì đối với những cái trạng của người của chúng ta là hàn hay là nhiệt thì chúng ta nên lựa chọn cái loại thức ăn là nhiệt hay là hàn để cho nó quân bình. Ví dụ cơ thể ta bị hàn lạnh rồi chẳng hạn thì chúng ta tất nhiên phải kiêng các đồ ăn lạnh và chúng ta phải tăng các cái đồ ăn mang tính chất nhiệt hoặc là ôn lên. Và tương tự như vậy đối với cơ thể mà chúng ta đang bị nhiệt nóng chẳng hạn, nóng trong người hay là nóng trong táo bón, thì chúng ta sẽ phải ăn các cái chất, ăn các loại thức ăn mang tính chất là mát, hàn, lạnh vào. Đó, cho nên là nó rất là hay khi mà chúng ta hiểu được các cái tính khí, vị của các loại thức ăn khác nhau. Thứ hai là khí. Khí của thức ăn thì trong Đông Y chia ra làm 4 loại. Có những loại thức ăn chúng ta ăn vào thì khí nó thăng lên trên đầu. Và cái dễ nhất đây khi như ăn ví dụ như cái mù tạt chẳng hạn. Khi mà các bạn ăn mù tạt chẳng hạn thì nó xông lên trên mũi luôn. Đó, hay là uống coca chẳng hạn. Uống coca mà chúng ta uống nhiều chẳng hạn thì cái mùi của coca nó xộc lên luôn trên mũi. Thì những cái loại thức ăn này nó mang cái khí là khí thăng. Khí giáng hay là khí đi xuống. Ví dụ như là chúng ta ăn hạt mít. Ăn hạt mít chẳng hạn thì sau đó đấy, khi chúng ta ăn hạt mít một lúc sau cái là chúng ta sẽ đánh rắm hay là trung tiện rất là nhiều. Đó, hay là chúng ta ăn bưởi chẳng hạn thì đấy là cái loại thức ăn mà làm cho giáng khí. Liễm ở đây mang tính chất là cầm. Ví dụ như là chúng ta ăn gừng vào chẳng hạn thì chúng ta ăn gừng vào thì khi mà chúng ta bị thoát mồ hôi quá nhiều, bị mồ hôi trộm quá nhiều chẳng hạn thì chúng ta ăn gừng vào thì cái gừng này nó sẽ làm cho chúng ta cầm không có chảy quá nhiều mồ hôi để mất dương nữa. Đó, cho nên cái đây thì chất liễm. Cái loại khí thứ tư đấy là xuất. Xuất ngược với cái liễm. Liễm là cầm thì xuất đây là xuất ra. Thì đặc biệt là khi chúng ta ăn các loại chất cay, ví dụ như là chúng ta ăn cơm chẳng hạn mà chúng ta ăn ớt cay vào, ăn hạt tiêu ăn ớt cay vào chẳng hạn, thì lúc đó mồ hôi chúng ta sẽ
hứa ra rất là nhiều. Mà cái này Thuận có rất là, về cái vấn đề này Thuận cũng đã chứng kiến rất nhiều bạn của Thuận khi mà ăn cơm, các bạn ăn cay, ăn quả ớt rồi chẳng hạn, thì tự dưng là mồ hôi mồ kê là xuất hết cả ra. Hay là uống rượu, rượu là một loại chất mà tạo ra cái khí mà làm chúng ta xuất mồ hôi, rất là nóng, xuất mồ hôi. Cái thứ ba là vị. Vị ở đây có 5 cái vị chính: đắng, mặn, ngọt, chua, cay. Và theo quan điểm của môn khí công y đạo thì bất kỳ một cái loại thức ăn nào mà mang một hay là nhiều cái vị này thì đều được coi là thuốc. Nó rất hay là như vậy. Và tất nhiên mỗi một cái vị này nó sẽ đi vào một cái phủ tạng nhất định để nó bổ trợ cái phủ tạng đó. Và thường đối với chúng ta thì thường thì để xác định được cái tính và khí thì hơi khó khăn một chút, nó cần phải có kinh nghiệm. Tuy nhiên là cái vị thì khi chúng ta ăn vào thì ai cũng có thể biết được cái vị đấy là vị như thế nào, đắng, ngọt, chua hay cay, đúng không ạ? Cho nên là trong khuôn khổ bài này Thuận sẽ đi sâu vào cái phần vị này một chút. Thế thì để hiểu sâu hơn về cái phần vị thì nó liên quan trực tiếp tới cái ngũ hành, cái âm dương ngũ hành. Cho nên là slide sau đây sẽ chia sẻ về cái âm dương ngũ hành. Thế thì âm dương ngũ hành ở đây là như mọi người, phần lớn mọi người đều biết rồi, đúng không ạ? Bao gồm hỏa này, hỏa thì sinh thổ, thổ thì sinh kim, kim thì sinh thủy và thủy là sinh mộc. Đây là cái vòng tương sinh, vòng bên ngoài là vòng tương sinh và vòng bên trong là vòng tương khắc. Ví dụ hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc thì là khắc thổ. Hỏa ở đây là lửa chẳng hạn, lửa thì đương nhiên sẽ đốt cháy được kim loại, và kim loại ở đây là sẽ chặt được mộc, và mộc mộc chính là cây, cây mọc trên đất thì sẽ làm cho đất nó giảm dinh dưỡng đi. Theo quan điểm của Đông y thì mỗi một cái hành này nó sẽ tương ứng với một vài cái tạng và phù ở trong cơ thể. Ví dụ hỏa ở đây là tim hay là ruột non, thổ là của dạ dày hay là tỳ, kim là đại diện cho phổi hay là ruột già, thủy là đại diện cho thận và bàng quang, mộc là đại diện cho gan và mật. Thì đây là cái ngũ hành ở trong cơ thể, các cái bộ phận tương ứng với các cái hành khác nhau trong cái ngũ hành. Và mỗi cái vị trong cái phần trước mà Thuận chia sẻ liên của thức ăn đó, thì nó sẽ liên quan tới từng cái hành nhất định. Ở đây đắng là sẽ chính là hành hỏa, đắng là sẽ đi vào tim và ruột non, ngọt là đi vào dạ dày và tỳ, cay là sẽ nuôi phổi ruột già, mặn là sẽ nuôi thận, là thức ăn của thận là bàng quang, chua là thức ăn của gan và mật đó. Cho nên là nhìn vào cái bảng này, nhìn vào cái bảng vị thức ăn liên quan tới các hành gọi là lục phủ ngũ tạng ở trong cơ thể này, thì chúng ta có thể thấy được là cái thức ăn mà chúng ta ăn vào hàng ngày nó phải nên đảm bảo một cái tỷ lệ cân đối giữa 5 cái vị đắng, ngọt, cay, mặn và chua này. Và nếu như chúng ta kiêng bất kỳ một cái chất nào đó hoặc là ăn quá nhiều một chất nào đó thì nó sẽ gây mất cái cân bằng. Ở đây chúng ta có thể nói chất đắng sẽ đi vào tim. Ví dụ như là chúng ta ăn chúng ta uống cà phê chẳng hạn. Cà phê là một loại chất có cái vị đắng đó. Vị đắng này sẽ đi ngay vào tim, thể hiện là khi chúng ta uống nhiều cà phê thì tim chúng ta sẽ đập nhanh, chúng ta sẽ đập nhanh hơn bình thường. Không tin thì các bạn cứ thử mà xem. Cái thứ hai là ngọt. Ngọt sẽ hỗ trợ cho dạ dày co bóp. Đó. Thì thực ra chất ngọt này như Thuận đã chia sẻ trong cái video trước, đấy là ngọt là chất đường sẽ tạo ra là đường glucose. Thì đường glucose này nó là một chất để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nó không chỉ hỗ trợ trực tiếp cái dạ dày mà nó còn hỗ trợ tất cả là thức ăn của tất cả các cái tạng khác để chúng vận hành. Nhưng mà theo quan điểm của âm dương ngũ hành thì cái tính ngọt này nó sẽ nuôi trực tiếp dạ dày và tỳ. Dạ dày là chúng ta biết rồi đúng không ạ? Tỳ chính là nơi mà sản sinh ra cái insulin. Cho nên là
khi mà chúng ta ăn cái chất ngọt này vào thì nó sẽ giúp cho cái dạ dày của chúng ta hoạt động tốt. Chả thế mà trẻ con trong các bữa ăn mà chúng rất thích uống các loại đồ ngọt, hay là ví dụ như Coca chẳng hạn, Coca-Cola, trẻ con rất thích uống loại này, và khi uống vào thì cái cảm giác ăn uống cảm giác như là ngon miệng hơn. Cái chất cay ví dụ như là ớt chẳng hạn thì nó sẽ đi vào bổ phổi và ruột già, hay là hạt tiêu chẳng hạn đó. Ớt hay là hạt tiêu là những chất cay, nó sẽ bổ phổi và ruột già. Mặn ở đây là muối, các cái chất muối, đặc biệt là muối biển chẳng hạn, thì nó sẽ giúp cho bổ thận. Một cái ví dụ rất là rõ trong đông y đó là thường thì những cặp vợ chồng nào mà muốn sinh con ấy, thì một trong những yếu tố đó là cần phải ăn mặn, cả hai vợ chồng cần phải ăn mặn để cho bổ thận, thì thận dương thì sinh tinh, còn đối với người phụ nữ thì là tốt cho cái việc sinh trứng và tạo trứng. Ok, còn chất chua ở đây là cam, chanh, bưởi vân vân, thì nó sẽ tốt cho gan. Cho nên là các bạn thấy là khi chúng ta ăn chua chẳng hạn thì tự dưng nó cồn cào ruột ra. Sở dĩ như vậy là cái chất chua này khi chúng ta ăn vào thì nó kích thích cái gan để tiết thêm tiết thêm dịch mật, và dịch mật đi vào dạ dày khiến cho dạ dày cảm thấy là sót và cồn cào và sẽ phát sinh cho cảm giác đói. Đó. Đấy là cái vòng tương sinh. Tuy nhiên là chúng ta phải cân nhắc tới cái vòng tương khắc. Nếu mà chúng ta ăn chua nhiều quá chẳng hạn thì gan sẽ tiết nhiều mật, sẽ khắc cái thổ, hay nói cái khác đấy là sẽ làm cho dạ dày của chúng ta bị tổn thương. Và khi mà dạ dày mà chúng ta hoạt động quá mức sẽ khắc cái thủy là thận. Thì đây cũng là một cái giải thích là khi mà chúng ta ăn quá nhiều các đồ ngọt vào chẳng hạn, hoặc là chúng ta ăn quá nhiều các cái chất khác nhau ở trong dạ dày này, thì thận sẽ làm nhiệm vụ lọc nhiều hơn. Và nếu mà chúng ta ăn quá nhiều các cái chất khó phân giải chẳng hạn, hoặc chất có nhiễm độc, thì thận sẽ bị ảnh hưởng. Và thận thận là thủy, tức là thận mà hoạt động quá mức chẳng hạn thì nó sẽ ảnh hưởng tới tim, nó kiểu như nước mà hoạt động quá phát, nó gọi là mạnh quá, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái tim. Và tim mà mạnh quá, phát triển gọi là hoạt động mạnh quá, thì lúc đó nó lại sẽ khắc lại cái phổi. Thì nói chung đây là cái vòng tương sinh tương khắc của ngũ hành rất 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 là hay. Và để hiểu được cái vòng này thì cần phải có nhiều thời gian nghiên cứu. Bản thân Thuận cũng chỉ gọi là hiểu sơ chút về cái bề nổi mà thôi, còn đằng sau đó còn rất nhiều những cái thứ mà Thuận cần phải mất thời gian mới có thể hiểu sâu hơn nữa được. Và tuy nhiên trong khuôn khổ video ngày hôm nay thì rõ ràng là chúng ta thấy được là cái vai trò rất lớn của cái tinh, hay nói cái khác chính là các loại thức ăn ảnh hưởng tới sức khỏe của cơ thể của chúng ta như thế nào, và đặc biệt là các cái vị của các loại thức ăn. Mỗi loại thức ăn có vị khác nhau, và mỗi vị này nó đi vào các cái tạng khác nhau của trong cơ thể. Cho nên để giữ gìn được một cơ thể khỏe mạnh thì buộc chúng ta phải ăn đầy đủ các cái loại thức ăn mà có các vị khác nhau như thế này. Và tùy vào cái tạng người của chúng ta mà chúng ta có thể lựa chọn các loại thức ăn cho phù hợp với từng cái giai đoạn. Giả sử như là chúng ta biết là chúng ta bị đau dạ dày chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải hạn chế ăn các loại chất ăn chua. Hay là chúng ta biết là chúng ta bị phổi, chúng ta ở đây chúng ta đang bị ho nhất chẳng hạn, các ho rồi cảm cúm rồi sốt, các loại bệnh về phổi, bệnh về thở chẳng hạn, thì chúng ta phải rất hạn chế ăn các loại thức ăn đắng, mà bù lại chúng ta sẽ phải tăng cường ăn các loại thức ăn cay và ăn các loại thức ăn ngọt. Thì đấy là một những cái ứng dụng. Nói chung là
cuộc sống cũng như là sức khỏe cơ thể nó rất là vô thường, nó biến đổi hàng ngày và nó biến đổi rất là nhanh, phụ thuộc vào loại thức ăn thức uống mà chúng ta đưa vào trong cơ thể. Cho nên là mặc dù chúng ta có thể biết được cái nguyên lý như thế này, tuy nhiên là trong quá trình chúng ta ăn uống, chúng ta cũng phải thường xuyên chúng ta đo cái huyết áp, và từ huyết áp đó thì chúng ta sẽ biết được là vậy thì chúng ta ăn có đúng hay là không. Vậy đó, một món ăn có thể là bổ cho một người này nhưng mà chưa chắc đã là bổ cho người kia và ngược lại. Và các món ăn của chúng ta ăn phải phù hợp với cái tạng người của chúng ta, hàn hay lạnh, đúng không ạ? Huyết áp cao hay huyết áp thấp, hàn hay nhiệt, để từ đó chúng ta tạo ra cái cân bằng ở trong cơ thể. Và chính cân bằng đó sẽ tạo ra sức khỏe của chúng ta. Thừa quá cũng không tốt mà thiếu quá cũng không tốt. Cho nên là ăn uống cũng là một cái môn khoa học. Chứ không phải là chúng ta thích ăn cái gì là ăn, muốn uống cái gì là uống. Cho nên để biết được là chúng ta ăn uống như nào cho phù hợp thì chúng ta nên xem cái tạng người của chúng ta như thế nào và chúng ta cần bổ sung những cái gì. Thì tất nhiên căn cứ vào số máy đo huyết áp thì chúng ta sẽ biết được là ok, về tinh thì chúng ta thiếu cái này, cho nên chúng ta phải ăn những thứ cho phù hợp. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin chúc các bạn có một sức khỏe tốt và luôn luôn điều chỉnh được cái ăn uống của mình cho phù hợp với thể trạng của chúng ta. Xin cảm ơn và xin chào gặp lại trong các video sau.